Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm tòa nhà chịu lực. Tòa nhà này bằng tre, mình cắt ra mình ráp từng cái nè. Đây. Giờ mình sẽ thử nó chịu lực được bao nhiêu. Trước tiên mình sẽ để thử một cục tạ. Đây là một cục tạ 1 kg. Giờ mình sẽ để thêm một cục tạ 1 kg nữa. Mình sẽ để thêm một cục đá. Và thêm một cục đá. Một cái cuối cùng. Cân nặng này chịu được khoảng được 4 kg. Giờ mình sẽ thử một cục tạ 5 kg. Đây. Ô, nó chịu được 5 kg luôn. Thử thêm mấy cái khác. Một cục tạ 1 kg. Thêm một cục tạ nữa. Mình để thêm một cục tạ 1 kg nè. 7 kg rồi. Để coi. Thêm một cục đá nữa. Một cục đá. 2 cục. Bây giờ mình thử với một cân nặng gì hơn, nhưng mà mình phải lấy cái mâm to hơn. Đây. 5 kg. Hai cái 1 kg. Hai cái cục đá. Một cục đá cuối cùng. Là 10 kg. Yeah. Đó là mình phi ăn. Yeah. Cảm ơn các bạn.